trước hết dùng vật chất thế gian để làm đầy đủ ý nguyện của họ sau đó bố thí pháp tài khiến cho họ hoan hỷ khiến cho họ tu phước hạnh khiến cho họ sinh trí đạo khiến cho họ tăng sức căn lành khiến cho họ khởi tâm bồ đề khiến cho họ tịnh bồ đề nguyện khiến cho họ kiên cố sức đại bi khiến cho họ tu để diệt trừ đạo sinh tử khiến cho họ sinh hạnh chẳng nhảm sinh tử khiến cho họ nhiếp tất cả biển chúng sinh khiến cho họ tu tất cả biển công đức khiến cho họ chiếu tất cả biển các pháp khiến cho họ thấy tất cả biển chư Phật khiến cho họ vào biển trí huệ nhất thiết trí. Thiện nam tử, ta trụ ở đây, suy ngẫm như vậy, nghĩ như vậy, lợi ích tất cả chúng sinh như vậy. Thiện nam tử, ta biết tất cả châu báu trong biển, tất cả nơi báu, tất cả loại báu, tất cả thứ báu. Ta biết làm sạch tất cả báu, mài rũa tất cả báu, sản xuất tất cả báu, làm tất cả báu. Ta biết tất cả đồ báu, tất cả dụng báu, tất cả cảnh giới báu, tất cả quang minh báu. Ta biết tất cả chỗ cung rồng, tất cả chỗ cung dạ xoa, tất cả chỗ cung bộ đa đều khéo xa lánh để khỏi gặp các nạn, cũng khéo phân biệt biết chỗ nước xoáy sâu cạn, sói mòn xa gần, màu nước tốt xấu đủ thứ khác nhau, ta cũng khéo phân biệt biết mặt trời mặt trăng tinh tú vận hành độ số, ngày đêm sớm chiều, thời tiết dài ngắn, ta cũng biết thuyền bằng sắt gỗ cứng yếu, máy móc rít chân, nước lớn nhỏ, gió thuận nghịch, tất cả từ An nguy như vậy, ta đều thấu rõ, nên đi thì đi, nên ngừng thì ngừng. Thiện nam tử, ta dùng trí huệ thành tựu như vậy, thường hay lợi ích tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, ta dùng thuyền tốt để chuyên chở các người đi buôn, đi con đường an ổn, lại vì họ thuyết pháp khiến cho họ hoan hỉ, dẫn đến chỗ châu báu và các đồ trân quý đều khiến cho họ được đầy đủ, sau đó dẫn họ về cõi diêm phù đà. Thiện nam tử ta dùng thuyền lớn qua lại như vậy chưa từng khiến một người nào tổn thất, nếu có chúng sinh thấy được thân ta, nghe được pháp của ta thì sẽ khiến cho họ chẳng sợ biển sinh tử, tất sẽ được vào trong biển nhất thiết trí, tất sẽ tiêu cạn biển ái dục, có thể dùng trí huệ quang minh chiếu biển ba đời có thể hết biển khổ của tất cả chúng sinh có thể thanh tịnh biển tất cả chúng sinh sớm nghiêm tịnh tất cả biển cõi khắp đi đến biển cả mười phương khắp biết biển căn tất cả chúng sinh khắp rõ biển hạnh tất cả chúng sinh khắp thuận biển tâm tất cả chúng sinh thiện nam tử ta chỉ được đại bi tràng hạnh này nếu có ai thấy ta nghe lời ta ở chung với ta và nghĩ nhớ đến ta thì đều không luống qua như các đại bồ tát khéo đi vào biển sinh tử chẳng nhiễm tất cả các biển phiền não xả bỏ được tất cả các biển vọng kiến hay quán sát tất cả các biển pháp tánh hay dùng bốn pháp nhiếp nhiếp biển chúng sinh đã khéo an trụ biển nhất thiết trí diệt được biển chấp trước của tất cả chúng sinh hay bình đẳng chủ tất cả biển thời hay dùng thần thông độ biển chúng sinh hay dùng hợp thời điều phục biển chúng sinh mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó thiện nam tử ở hướng nam này có thành tên là khả lạc trong thành đó có vị trưởng giả tên là vô thượng thắng người hãy đi đến đó hỏi bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh tu bồ tát đạo bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ thuyền sư bà thi la đi nhữ quanh vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng khóc lóc rơi lệ cầu thiện tri thức tâm không nhàm đủ rồi từ tạ mà đi